Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5. Riêng bộ môn bóng đá sẽ thi đấu từ ngày 29 tháng 4. Nước chủ nhà dường như đã làm tất cả những gì có thể để khiến SEA Games 32 trở nên đặc biệt, như là miễn phí tiền vé, đài thọ toàn bộ chi phí lưu trú, ăn uống và di chuyển nội địa cho các đoàn thể thao dự sự kiện, cũng như không lấy tiền bản quyền truyền hình. Campuchia mong muốn thông qua SEA Games 32 để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Campuchia hào hoa, thân thiện và mến khách. Thế nhưng ngay đầu buổi lễ khai mạc, Campuchia đã khiến cả Đông Nam Á phải dậy sóng và phẫn nộ khi nước này đã ngang nhiên treo ngược hàng loạt lá cờ Việt Nam. Sự việc này thật sự nghiêm trọng bởi ảnh hưởng đến danh dự của cả một quốc gia. Không chỉ vậy mà Campuchia còn dính nghi án dở trò chơi xấu Việt Nam với nhiều sự dàn xếp kỳ lạ. Vậy rốt cuộc lý do khiến Campuchia treo ngược lá cờ của Việt Nam là gì? Liệu sự việc này có liên quan gì đến Trung Quốc hay không? Các nước Đông Nam Á đã phản ứng ra sao trước những sự việc đó? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, người Việt Nam chúng ta thường có câu: lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Nhìn về quá khứ cách đây hơn 48 năm, Việt Nam đã trở thành một người bạn thật sự thân thiết của Campuchia. Khi các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã không quản hy sinh, cùng đồng đội Campuchia chiến đấu, đánh đuổi nạn diệt chủng Pol Pot, để gìn giữ những ngôi đền cổ Angkor uy nghi, để điệu múa Apsara huyền diệu được hòa quyện cùng với câu hát dân ca Việt Nam chan chứa yêu thương, yêu nhau cởi áo cho nhau, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đưa đến thắng lợi ngày 7 tháng 1 năm 1979 của cách mạng Campuchia. Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định, chúng ta có thể hỏi rằng trên thế giới này, có đất nước nào đã giúp nhân dân Campuchia và đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, ngăn cản sự quay lại của chúng? Câu trả lời chính là nhân dân và quân đội Việt Nam. Nhân dân Campuchia có niềm tin, chỉ có tiên, có Phật mới cứu giúp được những phận người khi gặp khó khăn khốn cùng. Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu, thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật. Trên mọi miền đất nước Campuchia, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hòa mình, gắn bó giúp nhân dân Campuchia anh em thực hiện một cuộc hồi sinh dân tộc vĩ đại, từng bước khắc phục những hậu quả khủng khiếp, sự tàn phá đảo lộn mà chế độ Pol Pot đã gây ra, đồng thời tích cực giúp đỡ bạn xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng. Từ 21 tiểu đoàn được xây dựng ban đầu với sự giúp đỡ của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, trên cơ sở phong trào quần chúng mạnh mẽ, bạn đã nhanh chóng xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân, hệ thống cơ quan chỉ huy lãnh đạo từ trung ương đến cơ sở. Ngày quân tình nguyện Việt Nam về nước, báo Pro Chia Chuan Nhân dân của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia ra xã luận viết: trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này không biết bao nhiêu kẻ mạnh kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi. Hơn 10 năm ở lại giúp bạn, quân tình nguyện Việt Nam đã vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia đã hy sinh xương máu cho sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp, hoàn thành nghĩa vụ vẻ vang, giúp đỡ bạn trí nghĩa, trí tình, vô tư với một nghĩa cử quốc tế vô cùng trong sáng, đã góp phần bồi đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Thế nhưng dường như những năm gần đây, mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là từ khi Trung Quốc đứng sau hậu thuẫn Campuchia phát triển kinh tế về mọi mặt. Campuchia đã có nhiều sự lệ thuộc vào Trung Quốc, ngay cả việc tổ chức đăng cai là chủ nhà của SEA Games 32. Trung Quốc cũng đứng ra tài trợ xây dựng sân vận động mới trị giá 157 triệu USD cho Campuchia. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là mới đây, ngay đầu buổi lễ khai mạc, Campuchia đã khiến cả Đông Nam Á dậy sóng khi treo ngược hàng loạt lá cờ Việt Nam. Rốt cuộc nguyên nhân thật sự phía sau sự việc này là gì? Cụ thể vào tối ngày 5 tháng 5, lễ khai mạc SEA Games 32 đã chính thức diễn ra trên sân vận động Morodok Techo, Phnom Penh. Chủ nhà đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng cho buổi lễ quan trọng này từ nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên mới đây, ngay đầu buổi lễ khai mạc, người hâm mộ Việt Nam và người hâm mộ Đông Nam Á lại tìm ra điểm sai sót của nước chủ nhà. Cụ thể, cờ của Việt Nam và cờ của Indonesia đã bị treo ngược, đỉnh ngôi sao không hướng lên trên mà cắm xuống dưới. Không chỉ riêng cờ Việt Nam, người hâm mộ còn nhanh chóng phát hiện ra cờ của Indonesia cũng đã bị treo ngược giống với cờ của Ba Lan. Đây là sự cố lẽ ra không đáng có trong một buổi lễ có tính chất vô cùng quan trọng như lễ khai mạc SEA Games 32. Không chỉ là một lá cờ mà hàng loạt lá cờ của Việt Nam đều đã bị treo ngược. Nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng vì điều này bởi quốc kỳ của một quốc gia luôn là một điều vô cùng thiêng liêng. Lễ khai mạc SEA Games 32 đang diễn ra vô cùng hoành tráng trên sân vận động Morodok.
buổi lễ sẽ có 3 phần bao gồm sự huy hoàng của Angkor, nụ cười người Khmer và tương lai của người Khmer. Màn trình diễn âm thanh ánh sáng sẽ được kết thúc bằng bài hát có tựa đề Cambodian Pride, niềm tự hào của người Campuchia, với sự trình diễn của 4 nghệ sĩ nổi tiếng của Campuchia là Prip Sovat, Khemarap Seremon, Khum và Ton Chasema, cùng dàn hợp xướng 2.000 người. Trước đó phát biểu trước truyền thông, lãnh đạo ban tổ chức SEA Games 32 khẳng định, tại SEA Games, Campuchia sẽ cố gắng gặt hái nhiều thành công. Đầu tiên là lễ khai mạc và bế mạc. Đặc biệt là lễ khai mạc phải làm cho thật hoành tráng, đạt tiêu chuẩn Olympic, theo chuẩn thế giới, chứ không chỉ ở tầm khu vực. Thành công thứ hai là về mặt kỹ thuật, các địa điểm thi đấu đáp ứng đúng tiêu chuẩn, vận hành tốt để giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ. Sự cố đáng trách này tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn từ dư luận Đông Nam Á. Người hâm mộ các nước Việt Nam, Indonesia và Myanmar bày tỏ sự không hài lòng với công tác tổ chức của chủ nhà Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 32. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Campuchia đã để lại ý kiến khác nhau về sai sót này. Campuchia nên nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới Việt Nam. Tất cả đều tốt nhưng đã xảy ra sự cố khi lá cờ lộn ngược chiều. Việc này khiến nhiều người buồn và tức giận. Người hâm mộ tên là Lee Farriye bình luận: "Xin lỗi Việt Nam vì chúng tôi đã treo nhầm quốc kỳ." Một cổ động viên Campuchia khác bày tỏ sự xin lỗi: "Gửi người dân Việt Nam, chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay. Chúng tôi mong được các bạn tha thứ vì sai lầm không đáng có này. Cả Campuchia nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Chúng ta có ngày hôm nay là nhờ công lao của Việt Nam đã sang giúp đỡ, đánh đuổi Pol Pot. Xin đừng làm vậy với những người đã cứu mang chúng ta." Trước vấn đề đặc biệt nghiêm trọng này, ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia đã phải hành động. Theo đó, một lời xin lỗi chân thành từ Tao Production, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lễ khai mạc SEA Games 32, được gửi đến người dân Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Bức tâm thư của đơn vị này có nội dung: "Tao Production xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã thể hiện nhầm cơ Indonesia, Việt Nam và Myanmar trong buổi biểu diễn của chúng tôi tại lễ khai mạc SEA Games 32. Chúng tôi vô cùng hối hận vì sai lầm thiếu tôn trọng này đối với người dân các nước bạn khi nó liên quan đến sự sơ suất từ phía chúng tôi vì đã đảo ngược cờ nhầm. Thế nhưng việc này chưa lắng xuống thì chuyện khác đã đến. Chủ nhà Campuchia đã dính nghi vấn dàn xếp kết quả bốc thăm bóng đá SEA Games 32 sau khi để lộ hình ảnh hài hước trong lễ bốc thăm. Chiều ngày 5 tháng 4, diễn ra lễ bốc thăm bóng đá nam và nữ SEA Games 32. Theo đó, các đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều rơi vào bảng đấu được cho là khó khăn tại kỳ đại hội khu vực diễn ra trong tháng 5. Cụ thể, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Myanmar, đội tuyển nữ Malaysia và đội tuyển nữ Indonesia. Trong khi đó, chủ nhà Campuchia lại rơi vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở hơn cả bóng đá nam và nữ. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Campuchia có lợi thế hơn đội tuyển nữ Việt Nam khi rơi vào bảng đấu có 4 đội. Đồng nghĩa với việc họ sẽ thi đấu với lịch trình ít hơn bảng đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung một trận. Sẽ không có gì đáng nói khi chủ nhà Campuchia bị dính nghi vấn cố tình dàn xếp kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ SEA Games 32 khi để lộ hình ảnh hài hước trước khi tiến hành bốc thăm. Theo đó, khi ban tổ chức SEA Games 32 chuẩn bị tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ, màn hình đột nhiên chuyển sang giao diện trình chiếu của phần mềm PowerPoint. Ngay lập tức, một thành viên ban tổ chức đã lên tiếng: "Chúng tôi xin lỗi về sự cố kỹ thuật." Sau lễ bốc thăm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chủ nhà Campuchia đã lên kế hoạch và dựng sẵn kịch bản bốc thăm từ trước, qua đó giúp các đội bóng nước nhà vào các bảng đấu thuận lợi. Theo đó, một cổ động viên bình luận: "Ai cũng biết là PowerPoint rồi, nhưng mà đừng ấn nhầm nút. Hay tôi thấy khá nhiều slide, có lẽ phía dưới là kết quả bốc thăm." Một cổ động viên khác nghi ngờ. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán từ phía cộng đồng mạng, còn thực tế U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối diện với những thử thách thật sự trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 32. Môn bóng đá kỳ đại hội Đông Nam Á năm nay sẽ được khởi tranh từ ngày 29 tháng 4 tới. Ngoài ra, chủ nhà SEA Games 32 còn dính phải nghi án chơi xấu Việt Nam khi đã ra quyết định mở ra một nội dung thi đấu mới ở bộ môn cầu lông. Và điều khác lạ là nội dung này chỉ dành cho 5 nước tranh tài. Cụ thể, nội dung thi đấu đồng đội hỗn hợp ở môn cầu lông xuất hiện lần đầu tiên tại SEA Games. Đây là nội dung được chủ nhà Campuchia thông qua theo điều lệ cũng như là quy định về số lượng các nước thành viên tham gia là 5, bao gồm Campuchia, Lào, Brunei, Timor-Leste và Myanmar. Điều này đồng nghĩa với việc cầu lông sẽ có thêm một bộ huy chương dành cho 5 nước trên tham gia tranh tài mà không vấp phải sự cạnh tranh từ các cường quốc cầu lông khu vực như là Singapore, Malaysia, Indonesia hay Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên nội dung này được đưa vào hệ thống thi đấu cầu lông ở một kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và Olympic. Trước đó, môn cầu lông của châu Á và thế giới cũng đã có nội dung này. Bản chất là đánh 5 trận tháng 3, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Khoa Trung Kiên, trưởng bộ môn cầu lông Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ với truyền thông. Tại kỳ SEA Games 32 này, cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu là giành từ 1 đến 2 huy chương, nên việc không thể tham dự nội dung đồng đội hỗn hợp này không làm ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch cũng như mục tiêu của đội. Ngoài ra, theo một số thông tin được chia sẻ thì về cơ bản là các nước thành viên cũng chấp thuận với nội dung thi đấu mới này. Phía chủ nhà Campuchia cũng không bỏ nội dung phổ biến nào như là đơn nam, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam, đồng đội nữ. Nhiều ý kiến cũng tin rằng việc Campuchia tạo ra nội dung thi đấu mới nhằm gia tăng cơ hội giành huy chương vàng khi mà ở các nội dung phổ biến sẽ khó lòng cạnh tranh lại Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trước đó, nhiều thành viên trong các đội thi đấu cũng đã có ý kiến không tán thành sự xuất hiện của nội dung mới. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn được thông qua. Những lo ngại về việc chủ động giới hạn đối thủ tranh tài ở môn cầu lông sẽ tạo tiền lệ xấu cũng được đem ra bàn luận sôi nổi. Về phía đoàn cầu lông Việt Nam, các tuyển thủ sẽ tranh tài tại giải cầu lông vô địch châu Á tại Dubai, UAE trước khi lên đường tham gia SEA Games 32. 8 vận động viên tham dự là Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh, Phạm Văn Hải, Thần Văn Anh. Anh em thân mến, có thể thấy đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games. Do đó, họ muốn nhân cơ hội này để quảng bá những môn thể thao truyền thống và gặt hái thật nhiều huy chương vàng. Ngoài những việc mà chúng tôi vừa kể trên, thì nước chủ nhà còn gây sốc khi đưa 4 môn thể thao lần đầu tiên xuất hiện là Kun Khmer, Kun Bokator, Cờ Ốc và Jet Ski. Anh em nghĩ sao về những sự việc này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em hãy xem thêm những video hay nhất của hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.